Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phúng TV. Các bạn đã bao giờ nghĩ mình có phép thuật như Harry Potter chưa? Nếu các bạn có thì sẽ dùng gì trong cuộc sống hàng ngày? Và các bạn hãy theo chân mình nhé! Oh,
của tớ đến đây là kết thúc. Các bạn có thấy có phép thuật trong cuộc sống hàng ngày có thú vị hơn không? Nếu các bạn thấy hay, hãy comment ở bên dưới nhé. Thân ái, hẹn gặp lại.